Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Và hôm nay tôi rất hân hạnh khi giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đến từ thương hiệu rất là lâu đời với hơn 200 năm tuổi. Đó chính là Girard Perregaux, hay còn gọi tắt là GP, năm 1791. Và trong chiếc hộp đồng hồ này là chiếc đồng hồ sở hữu cơ chế được coi là kinh điển của thương hiệu GP nói riêng và nền công nghiệp đồng hồ nói chung. Và như tiêu đề của video, chiếc đồng hồ có gì đặc biệt mà có giá lên tới tận 6 tỷ đồng. Và chúng ta cùng mở hộp chiếc đồng hồ này nhé. Và đây là những gì có bên trong hộp giấy. Đây là một hộp gỗ vàng sáng với một biểu tượng được in trên mặt của hộp đồng hồ. Chắc hẳn một số bạn đã biết đây là biểu tượng gì rồi đúng không? Đúng, đây không phải là logo thương hiệu GP, mà đây chính là một bộ tourbillon. Tôi sẽ đặt chiếc hộp này sang một bên và xem bên dưới chiếc hộp này có những gì đã. Và đây là một bộ sách màu nâu đất. Đây, bên hông có ghi tên của thương hiệu Girard Perregaux, biểu tượng tourbillon và dòng chữ Haute Horlogerie, hiểu nôm na là nghệ thuật chế tác đỉnh cao. Bên trong bộ sách này, đây, chúng ta thấy đây, ba cái sách. À, trong đó thẻ của Girard Perregaux. Hướng dẫn sử dụng. Và giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong chiếc hộp này nhé. Wow. Đây, nhân vật chính của chúng ta ở đây. Có một chiếc khóa rất là xinh. Đây chính là chiếc khóa mở hộp. Rất là tỉ mỉ với phần chuôi là biểu tượng tourbillon. Nội thất da là nội thất da lông chuột, xám lông chuột, rất sang trọng mà lại giữ được vẻ đẹp trong thời gian rất là lâu dài. Chiếc đồng hồ mà chúng ta đang nói tới là đây. Đây chính là chiếc đồng hồ đó. Đây chính là chiếc Girard Perregaux 3 cây cầu vàng huyền thoại. Và đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử thương hiệu Girard Perregaux và dòng đồng hồ 3 cây cầu vàng huyền thoại này nhé. Chắc hẳn khá nhiều bạn có một thắc mắc là cái thuật ngữ Haute Horlogerie. Đây, như các bạn đang thấy đây. Đây, dòng chữ Haute Horlogerie. Có nghĩa là gì phải không ạ? Đây chỉ chính là một thuật ngữ về đồng hồ với nghĩa đen là nghệ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao. Vào cái thời điểm cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, khi sự đổi mới của những cái chiếc đồng hồ cơ khí cao cấp bị chiếm lĩnh bởi thị trường đồng hồ quắc, đồng hồ tinh thể thạch anh, thì Haute Horlogerie ra đời để tôn vinh những nhà chế tác, những người thợ đồng hồ cũng như những cỗ máy thời gian siêu phức tạp một cách đúng nghĩa. Cụ thể, để được xem là một Haute Horlogerie thì nhà sản xuất phải có những khả năng tạo ra những chức năng rất là phức tạp, ví dụ như là bấm giờ kép, lịch vạn niên, lịch thiên văn, tourbillon, điểm chuông, báo thức hay là equation of time, tức là phương trình thời gian. Đây chính là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Girard Perregaux có dáng vintage 1945 với mặt số hiển thị 3 cây cầu vàng cùng tourbillon góc 6 giờ. Đây, như các bạn đang thấy. Nhưng không phải là chiếc đồng hồ này sản xuất năm 1945 đâu các bạn nhé. Mà đây là một cái phong cách Art Deco với mẫu đồng hồ mặt vuông này của Girard Perregaux, sản xuất năm đầu tiên, những chiếc đầu tiên vào năm 1945. Thì cái dưới bàn tay khéo léo và tinh tế của những nghệ nhân đồng hồ đến từ thương hiệu này, chiếc đồng hồ này được hoàn thiện nên từ những cái cảm hứng mà gọi là mỹ học và khoa học kiến trúc nghệ thuật đương đại đó, với cái thiết kế 3 cái cầu vàng này ra đời vào những năm 1860. Đây thì được coi là cái thiết kế tiên phong trong cái việc kết hợp giữa giải pháp kỹ thuật và vẻ đẹp thẩm mỹ của bộ máy đồng hồ cùng với mặt số. Sau hơn 100 năm đấy thì cái thiết kế này đã được hồi sinh và lại khiến cho chúng ta, những cái người đam mê đồng hồ, yêu thích và theo dõi đồng hồ là phải trở nên điên đảo. Các bạn cảm nhận như thế không? Nhưng đối với tôi thì tôi rất là bồi hồi xúc động khi nhìn thấy mặt số cũng như là cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Về cơ cấu vỏ của chiếc đồng hồ
Thì đây lại là một cái thiết kế đồng hồ mặt vuông rất là cổ điển. Vỏ của chiếc đồng hồ này thì được chế tác từ bạch kim hay gọi là platinum. Thì đây là platinum thì là một cái chất liệu quý và đắt cũng như là nặng hơn cả vàng. Dây da cá sấu. Vỏ chiếc đồng hồ này thì có cái kích thước là 32 x 32. Còn nếu tính thêm càng nữa, tức là tai, phần tai càng nối dây này thì nó sẽ 32 x 47 mm. Thì chiếc đồng hồ này thì là được có một cái dáng ôm cong rất là hiện đại. Hai càng nối với dây vát tạo độ cong vừa phải giúp cho ôm trọn cổ tay người sử dụng. Nối liền với đó là một cái dây da cá sấu rất là đẹp. Màu đen. Về phần mặt số thì cái cảm ứng áp deco này thì được rất nhiều người liên tưởng đến một cái thánh đường với kết cấu bằng kim loại và thủy tinh. Đây là một ví dụ rất điển hình cho cái tinh thần phong cách kiến trúc đương đại với sự pha trộn hài hòa giữa không gian và những khối hình học. Đây như các bạn đang thấy đây. Cái hiệu ứng từ cái kính cong và hơi hơi lồi thì giúp mặt số và bộ máy hiện lên rất là rõ. Tức là chúng ta có một cái cảm nhận là cái mặt số này nó cao hơn so với những cái chiếc đồng hồ thông thường. Và có một cái điều thú vị là có một bạn đã hỏi tôi khi chiêm ngưỡng cái chiếc đồng hồ này, đấy chính là bạn đó có cái thắc mắc về những cái chi tiết rất là tinh xảo trên mặt số này thì có thực sự là có cái tác dụng cụ thể gì hay không, hay chỉ đơn thuần là chỉ làm đẹp mà thôi. Và tôi cũng rất là thú vị khi đã trả lời bạn đấy là cái chiếc đồng hồ, một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đỉnh cao mang danh nghĩa Hotel Horlogery thì không bao giờ có một cái chi tiết thừa hay chỉ có tác dụng làm đẹp. Cái đỉnh cao ở đây thì đó là ở điểm những nghệ nhân họ đã thổi hồn và đưa cái nghệ thuật trang trí tới từng chi tiết của cỗ máy để làm sao nó đã vừa đảm nhận được hai cái nhiệm vụ hoạt động tốt cũng như là một phần của bức tranh nghệ thuật. Và cái chiếc GP ba cầu này là một trong số đó. Mặt số của chiếc đồng hồ này chính là một lớp nền nâng đỡ trang trí với cái họa tiết kẻ sọc Geneva Strip để hở một cách khéo léo để khoe ra những chi tiết máy bên trong như các bạn đang thấy đây. Đây, 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 theo hướng dọc. Và đây chính là hộp cót được trang trí bằng những cái họa tiết được chạm trổ rất tinh xảo từ những nghệ nhân của chúng ta, được cố định bởi một chân kính cùng một cái cây cầu vàng băng ngang. Đằng sau của hộp cót này đó chính là một mini rotor được chế tác rất xứng tầm với tên gọi Hotel Hologri. Cây cầu vàng thứ hai thì gắn trên đấy là một bộ kim đồng hồ platinum với dáng dolphin hình thoi nhọn, tượng trưng cho những phong cách hoàng gia cái thời điểm bấy giờ. Còn cây cầu vàng thứ ba như tôi đã nói ở bên trên, đây là khung nền cho hệ thống tourbillon. Khi chỉnh giờ chiếc đồng hồ này thực tế cũng rất là đơn giản, không hề phức tạp như những chiếc vạn niên mà tôi đã từng giới thiệu trước đó. Chúng ta chỉ đơn thuần có hai thao tác. Thứ nhất đó là rút một nấc bình thường đơn giản và chỉnh giờ theo đúng giờ hiện tại. Đây như các bạn đang thấy đây. Và sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu sâu về cỗ máy của chiếc đồng hồ này nhé. Thì để có một cỗ máy xứng tầm với cái tên đỉnh cao cơ khí thì Girard Perregaux cũng đã trang bị cho chiếc đồng hồ này một cỗ máy là GP 9600CS được nâng cấp lên từ cỗ máy 9600 cùng hàng loạt cái cải tiến như là đĩa rhodium này, rotor cỡ nhỏ bằng platinum, bộ cân bằng mono metallic. Cỗ máy thời gian này thì có thể hoạt động ổn định trong thời gian là 48 giờ, khả năng chống sốc khá là cao và tăng thêm cái làm giảm đi cái mức độ sai lệch thời gian mỗi ngày. Đó. Tần số dao động của chiếc đồng hồ này là 21.600 nhịp trên một giờ, 31 chân kính và 250 chi tiết. Và điều đặc biệt ấy, thì đó chính là cái bộ phận mà tôi nghĩ đến, nếu thiếu nó thì chiếc đồng hồ này sẽ không bao giờ được tính là Hotel Horlogri đâu. Đó chính là cái bộ phận tourbillon. Cái bộ phận này thì chính là cái phần quan trọng nhất để tạo nên cái thành công của cái chiếc đồng hồ ba cầu. Đây là một hệ thống rất là phức tạp với cái chức năng là giúp giảm cái tác động của trọng lực, làm đồng hồ có thể đạt được cái độ chính xác cao hơn. Cái bộ tourbillon này có cái đường kính là 10 mm, nặng chưa tới 0,3 gram, tuy nhiên lại chứa đựng tới tận 80 chi tiết máy. Đây các bạn đang thấy đây. Nó cho thấy một cái sự tỉ mỉ chính xác tới mức tuyệt đối của những nghệ nhân. Và đương nhiên rồi, hiện đại thì lại hại điện, mà lại càng phức tạp thì lại rất mong manh dễ vỡ. Chiếc đồng hồ này cũng không phải là một ngoại lệ đâu.
chỉ cần cái chủ sở hữu của chiếc đồng hồ này va đập mạnh thôi là hiệu quả vô cùng khó lường, khi có thể chân kính này, ngựa này, dây tóc này, bánh lắc này, tất cả các cái chi tiết của cái bộ tua bê ông này xộc xịch, dẫn đến là bạn phải đưa vào hãng để căn chỉnh. Và cái việc căn chỉnh ấy, của bộ tua bê ông này rất là mất thời gian cũng như là chi phí rất là lớn, thì tùy từng cái tình trạng cũng như là tùy từng cái mức độ thì sẽ có một cái giá khác nhau. Tuy nhiên là tôi chắc chắn với các bạn là cái chi phí bảo dưỡng chiếc đồng hồ này cũng giống như là bạn chi phí một cái chiếc Maybach S600 hay là một chiếc siêu xe thôi, nó rất là đắt. Đấy. Thế nên là lời khuyên ấy, có lẽ những chiếc đồng hồ như này thì chúng ta hạn chế đeo và đeo vào những cái sự kiện quan trọng thôi, và thường không nên đeo ở những cái sự kiện có hoạt động thể chất hay là đi chơi thể thao. Nếu nói Breguet là cha đẻ của cơ chế tua-bi-ông thì cái nghệ nhân chế tác và thí nghiệm tua-bi-ông lớn nhất cái thời điểm đó thì lại là Constant Girard, người đồng sáng lập cái thương hiệu Girard Perregaux này và là cái người phát minh ra cấu trúc tua-bi-ông ba cây cầu vàng huyền thoại. Vậy thì tua-bi-ông truyền thống của cha đẻ Breguet tốt hơn hay là thầy thực hành Girard Perregaux tốt hơn? Thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về hai cái cơ chế tua-bi-ông của hai cái thương hiệu này trong một video sắp tới, rất là mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn anh Hiệp đã chia sẻ cho tôi và các bạn về chiếc đồng hồ rất tuyệt vời này. Nếu các bạn thấy video hấp dẫn, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe kênh YouTube chính thức của Gia Bảo Luxury. Xin chào.